Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, báo Tiền Phong, phân hiệu trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk đã tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng hơn 800 cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình Chủ nhật đỏ do Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, báo Tiền Phong phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức. Tại Đắk Lắk, chương trình Chủ nhật đỏ được các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực. Chương trình đã phát huy tinh thần đoàn kết và nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống hàng ngàn người bệnh. Kết thúc chương trình đã có 622 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Năm nay chương trình Chủ nhật đỏ tại Đắk Lắk được tổ chức tại 6 điểm, điểm cuối tại thị xã Buôn Hồ, tổ chức vào ngày 30 tháng 1 năm 2024.